Happy Life July xin chào các bạn. Ở trên Freeway 5 thì các bạn chạy xuống về hướng của California, thì trên đường đi các bạn sẽ thấy một cái địa danh nó gọi là Gold Hills. Gold Hills giống như là cái đồi vàng. Mình phải đi vô cái chỗ đó rồi mình quẹo vô cái Gold Hill đó, nó sẽ có cái chỉ đường cho mình một cái mystery house. Thì đại khái là nó gọi là vortex, tức cái chỗ cái chỗ mà cái gravity nó bằng zero. Mình để một cái vật gì đó thì nó cũng không có ngã ngang ngã ngửa gì hết, nó chỉ đứng một điểm đó thôi. Ở đây thuộc tiểu bang Oregon State. Thì trên Freeway 5 với lại cặp theo 99 thì các bạn sẽ thấy cái đường đi vô Gold Hill. Thì từ cái Gold Hill nó sẽ có cái bảng chỉ dẫn của cái Mystery House hay là cái Vortex. Thì nếu mà các bạn thích thì tới đây nó có tour để mình đi coi cái Ghost House. Nó gọi là Famous of the World, nổi tiếng lắm, nhưng mà nó hơi heo hút một chút. Thì trên đường đi, dĩ nhiên là ở trong không có cho mình quay rồi. Ở đây là cái đường đi vô các bạn. Từ ngoài cái Gold Hill mình có cái đường đi vô, nó có bảng chỉ dẫn để mình đi vô đây cách 4 mile thì mình vô tới đây. Bây giờ mình quay cái quang cảnh chung quanh cho các bạn coi sơ sơ nha. Không phải có một mình gia đình mình đi đâu, có nhiều người đi lắm. Và tất cả đều đang chờ để được mà vô trong. Tại nó có theo giờ, 2:30 thì nó sẽ bắt đầu nhận một cái tour mới. Đây là cái quang cảnh chung quanh. Mình được phép quay chung quanh ở ngoài đường, còn khi vô đó thì dường như là không có được quay, cho nên mình quay sơ sơ cho các bạn coi nha. 100 độ ngay bây giờ, tuy nhiên là có nhiều cây và nó trên cái đồi, cho nên mình thấy cũng nóng nhưng mà nó không khó chịu lắm bằng ở ngoài đường. Đó là cái đường đi vô, các bạn phải đi vô 4 miles, thì trong đó nó có bảng chỉ dẫn để mình đi thẳng tới đây luôn. Thì ở trong đây mình thấy đường xá làm rất là cẩn thận, có nghĩa là du khách tới rất là nhiều thì nó mới mở đường như vậy. Ở trên đây á, chung quanh đây thì cái nhà nó cũng đã thấy hơi kỳ kỳ rồi đây, nhưng mà nó ở ngoài khu vực. Cái này cũng là privacy house, có số nhà, có mailbox đó. Thì trên nhà, trên cái hill đó các bạn thấy ha. Còn đi vô nữa thì còn nữa, tuy nhiên mình ghé ở đây và mình đang chờ để được vô. Nó gọi là Welcome Oregon Vortex. Các bạn thấy cái size ha. Thì cũng nhiều người đang chờ, nó có giờ, mình phải reserve trước. Hình như 2 giờ một cái tour, 1 tiếng rưỡi. Rồi nó bắt đầu nhận cái tour khác, mình phải reserve trước. Thì có nhiều người đã chuẩn bị rồi đây ạ. Người ta cũng chờ rồi, mình cũng đang chờ. Background thì mình thấy xa xa có mấy cái nhà nhỏ nhỏ. Theo cái ở ngoài mình nhìn vô thì thấy có cái nhà nhỏ 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 nhỏ, nhưng mà nó cũng nhìn thấy cũng cũng mystery lắm, hơi hơi lạ lạ, hơi quái quái, hơi tối tối âm u. Hồi nãy mình có quay một cái clip nhỏ rồi, tuy nhiên mình sợ, tại vì thường thường những cái mystery house hay là village á, quay một lần thì có thể không có được gì đâu, có khi nó bị mất, có khi nó bị gián đoạn, cho nên mình quay lần thứ hai chậm rãi hơn, cũng là quang cảnh đó, cũng là cái đường đi vô đó, nhưng mình quay chậm hơn một chút để hễ mà cái kia có bị hư thì cái này vẫn còn một chút information nhỏ nhỏ để cho các bạn. Nếu mà interesting thì dừng lại chỗ đây trên Freeway 5. Mình về từ Oregon trở về California thì trên Oregon State nó có cái điểm như vậy. Thì nếu mà có thời gian các bạn cũng ghé chơi thăm coi cho biết tại sao mà xa xôi vậy mà người ta vẫn chờ đợi để mà đi vô coi. Mình là tình cờ thôi, thì đi ngang thấy vậy nên cũng ghé vô coi, cũng là háo kỳ hiếu kỳ. Đây là một vài cái nhà mình thấy chung quanh. Các bạn thấy ha, đó xa xa đó, cái nhà nó vậy.
Rồi ở đây nè, cái nhà này cũng hơi kỳ kỳ nữa nè. Đó, đó, rồi đằng kia nữa kìa, đó. Đây là cái lối đi vô. Cây cối rậm rạp lắm. Này đường xa xa kia có cái nhà lúp sau cái chùm cây đó. Nói chung là ở đây là cái nhà nó cũ kỹ. Nó làm cho mình thấy hơi mystery rồi đó. Quang cảnh rất là beautiful. Đối với mình, hãy thấy cây to bóng mát là mình khoái à. Còn sợ là tính sao. Rất là nóng, 100 độ. Ở bên kia là nhà của một cái người, một cái cư dân khác. Đó, người ta trên đường đi xuống à. Thì các bạn thấy có thể là cũng làm cái những người làm việc ở đây. Còn cái đường này vẫn chạy vô nữa. Những cái đường mà mình thấy có phân len đàng hoàng mà làm rất là pro như vậy á, thì tức là có dân cư người ta qua lại thường xuyên thì mới làm đường như vậy. Cho nên là mình thấy an toàn. Còn chạy xa lắm, mình chỉ vô 4 mai thôi. Đó, các bạn thấy người ta đứng chờ để mà vô coi. Thì why not, mình cũng phải thử một lần coi là cái gì ở trong. Rồi bây giờ mình tạm ngưng nha, tại vô trong thì người ta không có cho quay phim. Xung quanh cho các bạn thấy một chút xíu. Đó, có xe chạy ra chạy vô. Cái đường rất là không có mát lắm, nhưng mà làm cho mình feel mát hơn. 100 độ mà mình feel không có nóng nực lắm thì vẫn là ok. Rồi mình hẹn các bạn lần sau nha. Xin chào các bạn.